À, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với episode tiếp theo để nghe mình nói làm nhạc một chút về MU. Trong episode trước thì chúng ta đang đang nói dở trong cái hành trình của cái nhân vật Đắc Vi Giác của mình trên con đường gọi là tu luyện level. Đấy, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ dành một chút nghỉ ngơi để quay sang một vấn đề khác. Đấy là mình sẽ quay lại với cả cái con nhân vật chính là Impossible của mình. Lý do chúng ta có một ngày nghỉ hôm nay đấy là các bạn biết đấy, mình không chỉ đơn thuần là một người livestream MU bình thường như một số các bạn livestream khác, mà bản thân mình cũng là một game thủ chơi ở cái mức độ gọi là thi đấu cạnh tranh đấy, nên do đó là trong một tuần hoặc là một tháng thì có một số đợt mà mình sẽ bận, thành ra là mình sẽ không có thời gian để đi làm các cái gọi là thú vui tao nhã khác, mà đôi khi sẽ phải dành thời gian để tập trung vào cái mảng thi đấu chính của mình. À, vậy thì hôm nay thì mình bận một việc, đấy là các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Trong cái đợt update 15.2.1 này thì người ta có một event đua top. Đây là event về nói chung là đây là event về nạp tiền thôi. Vậy thì event này là tên của nó là thi đấu về việc là chơi đá lapis. Vậy thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là xuống bạn nạp tiền này, xong rồi mua các cái box này. Mỗi một box thì ứng với cả 10 điểm. Và giải top 1 đến 3 thì sẽ nhận được một cái earring mới, earring cấp độ 3, và với ba tính năng, ba option mà theo ý của mình muốn. Đấy. Còn những người trong nhóm 4 đến 10 thì chỉ được hai op thôi. Vậy thì bây giờ muốn gọi là mắc đồ thì mình phải cố gắng ăn giải trong top 1 đến 3. Những người dưới thì chỉ được đá lapis thôi. À, vậy thì hôm nay đã là ngày cuối cùng của event rồi. Hôm nay hiện giờ đang là 5 giờ ở đâu? Hiện giờ đang là đây, 05 UTC. Đấy, last update là vừa vào sáng ngày 15 tháng 2. Vậy thì đến 24 giờ của ngày hôm nay thì sẽ là hết event. Và hiện giờ thì trong cái bảng xếp hạng này, thì nhân vật của mình xem nào. Nhân vật Impossible của mình hiện giờ đang xếp xuống nhóm 11 rồi. Các đối thủ khác đang vượt lên rất nhanh. Nhưng mà các bạn biết đấy, mình đã là người chơi rất lâu năm rồi, mình có kinh nghiệm với các event kiểu như này. Hôm nay là ngày cuối cùng, thành ra là các bạn mình thích mở hộp hôm nào thì là do mình thôi. Thành ra là cứ để các đối thủ khác xuất chiêu trước để xem là cái tiềm lực của họ như thế nào. Vậy thì bây giờ các đối thủ rất lớn ở đây gồm có Arcadia, một server non trẻ chịu chơi thì hiện giờ đang dẫn top 1, một nhân vật 17134 là cái quái gì không biết đây. Số má này chắc là nhân vật phụ của một cao thủ nào đấy. Còn Hellhem, Luffy thì có vẻ như đây là một bạn đã cũng đại gia bên Hellhem. Hình như là người Canada hay sao đấy, Canada hay châu Âu gì đấy. Thì đồng chí này đã từng mình đã từng đụng độ ở đồng chí này với một số lần trước trước đây rồi. Đấy, Afhem thì Lily Hoa thì là đội của mình. Nào, vậy thì các đối thủ ở đây thì đều đã chịu chi rất lớn rồi. 10 điểm một hộp. Vậy thì những bạn này thì đã tương đương với cả số tiền mà những bạn này đang dành ra thì nó phải rơi đến cỡ 600.000 Dark Lưu Coin rồi, là một số tiền rất lớn rồi nhỉ. 600.000 Dark Lưu Coin. Nên do đó bất kỳ ai mà thua trong cái đợt event này thì cũng sẽ khá là cay cú nhỉ. À, bây giờ chúng ta cùng thử xem là chúng ta có thể thắng được event hay không. Vậy thì bây giờ hiện giờ số điểm của mình đang là 25.000 điểm. Tức là nếu bao giờ mình muốn vươn lên thì vượt khỏi số này thì chắc là mình sẽ phải tiêu tốn cũng tương đối đấy, phải gấp 3-4 lần số này nữa. Vậy thì để thử xem có một cú về đích ngoạn mục hay không khi mà chúng ta cùng gọi là all in vào ngày cuối cùng. Thì bây giờ quay lại với nhân vật của mình đã nạp sẵn vào đây một lượng W coin. Giờ cứ khởi động trước đi, chúng ta có khoảng 579.000 W coin, gọi là nhẹ nhàng trước đã. Vậy thì với số điểm này, nếu mà mình tiêu hết cái số W coin ở đây thì
nhân vật của mình có thể vươn lên với tổng số điểm là khoảng 75.000 điểm. Nào, vậy thì cùng bắt đầu nhé, để xem là chúng ta mất bao lâu để tiêu hết số tiền này. Đôi khi tiêu tiền cũng mệt lắm các bạn, chứ không phải cứ tiêu tiền là sướng đâu. Vậy thì bây giờ để chuẩn bị cho cái việc mở event này thì mình đã dọn gọn các cái hòm đồ. Đây, đây là hòm đồ cá nhân của mình, thì hiện giờ mình đã dọn nó gọn vào rồi để trống hết tất cả các cái ô xung quanh này, để có thể tí nữa mở hộp ra để đỡ mất thời gian chuyển đi qua chuyển lại nhất có thể. Ngoài ra thì mình cũng gọi một số nhân vật phụ này kia thứ ra đây để có thể giúp mình chuyển bớt các cái đồ linh tinh sang đấy. Tranh thủ thì cũng giới thiệu với các bạn dương đồ của mình luôn, để các bạn có thể hình dung được là các cái nhóm player mà ở mức độ thi đấu thì người ta chuẩn bị cái dương đồ như thế nào. Mình hay nói đùa trong tiếng Anh thì người ta có một cái khái niệm người ta gọi là war chest, có nghĩa là một cái, bạn biết kiểu giống trong phim hành động mấy cái ông điệp viên này kia thứ, sẵn lúc nào cũng có một cái túi đồ mà chỉ cần có biến một cái là có thể cầm đi luôn, như nào súng ống này kia thứ trong đấy đầy đủ luôn. Thì đây, đây là hòm đồ của mình. Các bạn thấy là hòm đồ mình rất gọn gàng, mình cũng là một cái người mà thích cầu toàn, thích gọn gàng ngăn nắp. Thì bạn có thể thấy là các bình máu này và SD thì đã được để luôn luôn để sẵn sàng rồi, nếu có biến hoặc là giả sử hôm nào mà mình đi làm về muộn quá mà mình không kịp chuẩn bị này kia thứ chẳng hạn, thì tất cả những cái item này nó luôn luôn sẵn sàng luôn. Đấy, các loại bình buff các kiểu này đủ hết luôn này. Đấy. Rồi sau đó bình các loại bình nước uống tăng lực cũng đủ luôn. Đấy. Pet quái điểu, các loại zinc pen đấy, hỗ trợ. Ngoài ra thậm chí là các bạn có thể thấy là đây, mình còn để sẵn sàng pentagram của tất cả các hệ luôn để có thể đối phó với mọi loại đối thủ. Đấy. Thậm chí là mình còn để một số các loại vũ khí đặc biệt khác đấy, vụ sử để có thể thay đổi chẳng hạn. Ví dụ là sử như ở đây là mình có một cây Bone Blade phun dòng FO. Đây là một trong những cái vũ khí cũng khá là hiếm trong game. Hiện giờ trong game thì người ta chỉ có vài cây còn tồn tại, vài cặp còn tồn tại đến thời điểm này. Đây là một cây vũ khí mà huyền thoại cũng rất đẹp. Đấy, mình để đây để sử dụng khi mà cần thay đổi chiến lược đánh thì kia các thứ. Rồi ở đây phía trên thì mình để các loại ngọc, tính mình không thích để lung tung thì là các loại ngọc ở đây mình cứ để lần lượt. Các loại ngọc ở đây cần vụ ép đồ này kia thứ hạn thì có thể lấy ra dùng luôn, hoặc là nhiều khi vụ đi AFK về nhặt được ngọc này kia thứ hạn thì cho vào đây luôn để cho gọn. Đấy, đủ tất cả các loại hàng họ luôn. Rồi, vậy thì mình cũng giới thiệu qua các bạn về cái hòm đồ mình như thế, để cho các bạn có thể hình dung được là cái đằng sau một cái nhân vật mà hàng ngày các bạn vẫn xem mình thi đấu thì cái sự chuẩn bị quan trọng như thế nào. Vì trong những video trước mình cũng đã nói rồi, theo mình thì trong game này thì là 70% nằm ở khâu chuẩn bị và 30% sẽ nằm ở cái khâu kiểu action, cái khâu mà thi đấu kỹ năng này kia thử. 70% sẽ là khâu chuẩn bị, và chuẩn bị này thì bao gồm cả cái việc nạp tiền, mua đồ, chiến lược build này kia thử, vân vân. Nào, vậy thì giờ chúng ta bắt đầu thôi. Vậy thì bây giờ mình sẽ tiến hành quay về cái X-Shop của mình. Đây mình có, xem nào. Nào, các gói lapis ở đây. Vậy thì mình có hai lựa chọn, đấy là gói 10.000. Gói 10.000 này thì được 100 hộp và sẽ được tặng thêm một hộp earring phải. Còn nếu mà mình mua gói 5.000 thì mình sẽ được 50 hộp và một hộp earring trái. Vậy tức là sự khác biệt chính giữa hai gói này thì nó không khác nhau về số hộp lapis box, mà nó chỉ khác nhau về quà tặng thôi. Nên do đó nếu mà bạn rất cần cái earring phải thì bạn có thể mua cái gói 100 này để ăn được cái bonus hộp earring phải. Còn nếu mà bạn muốn theo trái phải đều được, mà bạn cảm thấy thích nhiều được nhiều quà hơn thì mình có thể mua cái gói 5.000 này. Thì bây giờ mình cũng đang cảm thấy cần cái trái nên là mình sẽ mua các cái gói 5.000 ở bên trái này. Nào,
đơn vị đây nó cứ hiện ra đấy, cứ từng 10 cục 1 và 50 cục như này thì mình được tặng thêm cái hộp trái. Đây, các bạn thấy không? Số tiền W coin mình đang giảm dần trong quá trình mình mua. Giờ mình cứ mua xuống còn 500.000 nhá. Sau đó thì tính tiếp. Tấn này thôi đã thấy mỏi tay rồi. Nên là đối với những cái người chơi mà bình thường thì các bạn sẽ, mình nói thật là cũng không phải ai cũng có tiền đầu tư này kia thứ để có thể trải nghiệm được đến những cái mức mà gọi là end game như thế này. Nên đó là mình cũng muốn là qua những cái video như này cho những cái bạn mà không có điều kiện chơi đến mức gọi là chuyên nghiệp, có đầu tư hẳn hoi như thế này đấy, để có cái nhìn về hình dung được là các đội chơi chuyên nghiệp thì họ sẽ chơi như nào. Bây giờ mình số tiền mình còn 504.000, mình cứ tạm tạm thế đã. Bây giờ mình bắt đầu lấy những cái bóc này ra nhé. Tiếng ten ten rất thích nhỉ. Tôi lấy hết ra xem, mở thẻ cho đỡ mất công. Đôi khi mở bóc này nhiều quá, thậm chí nhiều khi mình còn phải cài đặt chế độ macro của chuột để cho nó hỗ trợ. Mở đến gọi là gãy cả ngón tay luôn. Tiêu tiền cũng vất vả thật. Nên do đó có một số người có thể bảo là vậy thì video mà mình đang làm thì có phải là chứng minh là pay to win không? Thì giống như mình nói, pay to win nó đúng 50% thôi. Bởi vì sao? Vì có đúng là mình phải pay không? Có. Mình và đội team của mình thì rõ ràng là phải bỏ tiền ra để đầu tư những cái này. Nhưng mà các bạn biết rồi đấy, nếu các bạn muốn làm khéo nhỉ, thì thậm chí những cái người mà người ta chơi kinh nghiệm, người ta bỏ tiền ra chơi event, sau đó người ta vẫn thu lại cái số vốn đầu tư ra, thậm chí là có thể có lời luôn. Do đó là nó giống như kiểu các bạn đi kinh doanh thôi, các bạn phải có vốn đúng không? Có vốn đầu tư vào, sau đó các bạn sẽ thu lại. Và tất nhiên là có những người chọn chơi và người ta cảm giác người ta không cần kiếm tiền từ cái game này, người ta cũng không cần thu lại như thôi. Và vấn đề thứ hai nữa, tại sao mình nói là nó chỉ đúng một nửa, là bởi vì có những người người ta đầu tư này vào game cũng rất nhiều đấy. Các bạn nhìn thử cái nhóm mà trong top mà mình vừa nói xem, toàn những cái người mà đã đầu tư đến 500 600 nghìn W coin. Bạn đầu thử mình xem, 500 600 nghìn W coin là nó phải cỡ khoảng 5.000 đô rồi, hơn 5.000 đô rồi, 5.000 rưỡi rồi đấy. Làm số tiền cũng không hề nhỏ. Thì đấy, đấy cũng là người ta đang pay đấy. Pay thì không nói về cái việc có win được event hay không, nhưng mà những cái người pay đấy không phải là đội của mình đâu. Và trong game thì người ta có win nổi team mình không đấy. Nên do đó là cái việc bạn trả nhiều tiền thì chưa chắc đã quyết định là bạn có thể win được đâu. Này, mở từ nãy giờ vẫn chưa lấy xong. Gọi là khởi động cua đầu tiên. Cái giao diện này thì đôi khi nó hơi lag tí, không có cách nào làm nhanh hơn cả. Do đó là đã xác định là all in ngày cuối cùng thì mình cứ phải chăm chỉ đó. Các bạn sẽ nhìn thấy số lượng trang Xshop của mình cũng rất nhiều, bởi vì cùng cái account này mình cũng đã chơi nhiều event rồi, cũng nhiều lần muốn dành thời gian ra dọn dẹp đấy, nhưng mà bận nhiều việc quá nên là cũng chưa có lúc nào để dọn dẹp cả. Rồi tạm thời thì mình đã lấy hết cái đống mà mình vừa mua xong. Bây giờ để xem của mình như thế nào. Úi sốc hồ, kín mít luôn. Mình chồng các hộp này vào đây cho nó đỡ mất diện tích. Mình có vẻ chỉ chồng được 30 hộp một lần thôi, chứ không chồng hơn được. Ngọc thì bây giờ có thể chồng được lên nhau là 50 cục.
Nó có vẻ như là cái này nó vẫn là theo kiểu hơi truyền thống, old style tí. Thực ra là nó vẫn chỉ trồng được 30 thôi. Để vào để cho có chỗ trống thì tí con mở mở đồ ra. Bởi vì hệ thống nó sẽ yêu cầu mình phải có chỗ trống. Vậy thì cứ một cái hộp màu vàng này là ứng với cả một cái gói 5.000 mà mình đã mua, cái gói combo 5.000 W coin. Đấy, nhìn số màu vàng cái là biết là số mà mình đã mua bóc là bao nhiêu. Xếp cho nó ngay ngắn thì đã, thì nó mở ra cho đỡ vứt vào. Thì mình vừa mua 15 gói. À, ứng với cả cái số mà mình mở, mình còn hơn 500.000, còn 500.000 coin rồi đúng không? Để 500.000 coin có nghĩa là chia cho 5.000, úi giời, còn 100 gói nữa các bạn. Tha hồ. Đấy. Các thanh niên nào gọi là thích đỏ đen này kia thứ thì đấy, tha hồ ngồi ngắm nghía nhé. Em giờ mở bóc màu vàng trước nhé. Bóc này thì nó sẽ cho bạn một cái ear ring trái, có thể là ear ring cấp 1, cấp 2, và thấy người ta hứa hẹn là có cả cấp 3 đấy, nhưng mà mình chưa thấy bao giờ, mình xem có đủ may mắn không. Ông bạn mình Water X thì cũng chơi đấy, nhưng mà chưa chưa ra được cái hộp nào mà ra thẳng cấp 3 cả. Nào mở thử xem. Rồi. Cấp 1 này, 1 off này, để. Úi sụp rồi, để thế. Thấy không? Ui. Ba hộp luôn. Điêu thật. Thế đấy. Và bạn thấy không? Nhìn cái tỷ lệ này. Toàn là một off này. Rồi, thì bạn thấy là trong mười mấy hộp mình mở chỉ có hai cái ra. Ui. Lại ba off à? Ui, điêu nhỉ. Ui, hai cái ba off luôn này các bạn, giống hệt nhau luôn này. Hay phết. Hẳn hai cái ba off luôn. Lộc lá thật đấy. Mấy cái này để xem nào, có cái nào ngon. 200 máu. Cũng tạm được. 200 máu. Những cái nào một off thì thôi, chắc là mình giữ lại mấy cái 200 máu này để cho mấy con để đều, hoặc là hôm sau mình làm quà tặng mini game cho các bạn. Còn lại thì cái này thì mình sẽ xoay lắp ít hết. Nào, bây giờ chúng ta đã xong cái khâu thủ tục đầu tiên, gọi là mở quà tour đầu tiên, cái hộp mà quà tặng là kia dính trái. Bây giờ chúng ta mở thử cái hộp xanh này nhé. Rồi, hết 30 cái đầu tiên. Vẫn còn chỗ ví dụ tiếp luôn. Ở trong các cái Blade Supply mà nó mở ra thì bạn thấy nó có hai loại. Một loại là bao, tức là nó gắn với cả nhân vật của mình luôn. Còn một loại mà không có chữ bao thì bạn có thể giao dịch được, có thể bán cho người khác được. Nào, thì có vẻ như cũng hết chỗ rồi, nhưng mà để tránh trường hợp là mình ném nhầm ở chỗ khác thì là mình nghĩ là mình sẽ cất mấy cái đồ mà quý giá vào trong này. Đấy. Nào mà mình cảm thấy là dùng được. Đây. Để cái này có off HP này thì cũng ok này cho một số bạn này. Hai off, một off thì giữ lại hết cả chỗ, hết cả thùng luôn. Mình cái này cũng một off thôi. Rồi. Giờ mình sẽ sang Noria. Đây các bạn có thể thấy ở đây là đây có thể vào cái nút tạo ra lapis này. Đấy. Tất các cái
vòng cổ nhớ thứ vào, nhưng mà người ta đòi hỏi từ cặp tức là các bạn phải hai cái, bốn cái hoặc sáu cái mới có thể tạo ra lapis được. Đấy, mình vứt cái đồng bia dinh này vào. Rồi hết rồi, giờ để xử lý lên cái đống BL này, thì cứ cái BL nào mà không phải là bao mình sẽ để ra riêng một góc. Cái cục lapis này chồng lên nhau này, lapis này thì chồng tối đa một cục được 50, trồng gọn vào 50 tối đa rồi. Những cái cục BL nào mà là BL thường thì mình sẽ gom lại một chỗ. Đấy, để tí nữa mình chuyển sang cái nhân vật phụ mình đưa BL bao. Tất nhiên là nếu mà mình chơi ở một cái account mà chưa max level chẳng hạn thì mình có thể dùng cái BL bao đấy để đi luyện nhân vật luôn. Nhưng mà đối với một cái account mà nhân vật chính impossible của mình thì mình đã max level 1250 rồi. Thực ra là mình cũng không có nhu cầu dùng đến nữa. Thực ra là mình quyết định là mình sẽ vứt bỏ nó đi để cho nó đỡ tốn diện tích. Nên đấy lý do tại sao mà một số các bạn chơi event này, thì các bạn ấy hay hay dùng ở cao phụ, bởi vì có một số các cái mà nó bao nó gắn theo cái tài khoản chẳng hạn, thì cái ở cao phụ đấy thì mình có thể dùng để chơi một cái nhân vật khác sau này. Với mình bây giờ thì chắc là mình sẽ đi vứt bỏ thôi. Có vẻ như chúng ta đứng ở Noria này sẽ tiện hơn, mỗi lần xong thì còn phải đi ra tạo lapis nữa. Đấy, bây giờ mình sẽ vứt các cái đấy bao vào shop, không có nhu cầu dùng đến. Đây, bây giờ có vẻ gọn gàng hơn rồi. Để mở tiếp nhé. Nói chung là mở cái này nó là tỷ lệ rồi các bạn. Thực ra là cũng chả phải cái chuyện tâm linh gì đây cả. Nhưng do đó là còn nhiều cái phải làm lắm. Thực ra là mình nói thật là cũng khẩn trương lên, khẩn trương làm công suất luôn. Ghép mấy cái này lại với nhau này rất mất thời gian, chơi cái này phải đơn giản các bạn. Với cái cục hai này là cái cục chết được, mình gom gọn một góc này. Đến cái season 16 thì nó có cái chế độ tự thu gọn, có nghĩa là mình không phải xếp tay chồng lên nhau thế này nữa, mà mình chỉ cần ấn một nút thôi là tự động tất cả những cái cục nào mà có thể gọi là stack lại, khớp lại với nhau thành một khối thì nó sẽ khớp lại luôn. Và như thế thì sẽ rất tiện cho những cái người chơi event như mình. Mùi sốt ruột quá, nãy chưa xong đống này này. Vứt bỏ tương đối nhiều, hai óp trái mà không có máu thì cũng không ý nghĩa nhiều lắm. Đây, mấy cái bao này mình vứt hết này. Mấy cái cục này thì giữ lại để dùng khi đi đánh nhau những các thứ. Xem nào. Mỗi một cái dinh thì sẽ ra được một cục lapis, mỗi một cái pen thì ra được 1,5 cục, còn hai pen thì ra được 3 viên, còn mỗi cái
earring này thì được 2 lapis, thì 2 earring này mình được 4. Rồi, cũng được khá khá lapis rồi. Giờ mình sẽ chuyển bớt các cái đồ mà có thể chết được, mình chuyển sang nhân vật phụ của mình đã đợi sẵn ở đây rồi. Rộng đồ cục bút này, cái BL mà chết được. Là biết thì mình cắt trong ngón, làm đến đâu gọn gàng đến đấy đúng không? Rồi sẽ xong thôi. À, gọn hơn tí rồi đấy. Tiếp thôi, quẩy tiếp này anh em. Các bạn sẽ thấy là hai cái món đồ ngon nhất mình mở được từ đầu đến giờ thì là hai cái earring cấp 2 bão, và hai cái đấy thì đều thu được qua cái việc mà mở cái bóc khuyến mãi của nó. Còn qua cái bóc thường này thì chưa thấy một cái món nào ngon nghè ở đây cả. Toàn đồ thường, toàn đồ cấp 1, làm ít rồi, bút linh tinh các thứ. Ăn được của nhà cái cũng khó đấy. Giờ mình lại thu gom lại thôi. Sau khi mình test thử nghiệm như này xong thì các bạn có thể thấy là, bởi vì mọi người sẽ rất tò mò một việc đúng không, đấy là thì liệu liệu cái bóc kia có ngon được đến cái mức mà có thể ra được earring cấp 3 không. Đấy, đang thử xem là chúng ta có may mắn đến cái mức như thế không nhé. Vậy sau cái tour này mình làm nốt cái đống lapis này đã, sau đó thì mình sẽ mua một loạt luôn để mở ra tất cả các cái hộp khuyến mãi, mở hết hộp khuyến mãi trước đã, sau đó đống còn lại thì mình sẽ dần dần mình clear dần. Cái này có mà gọi là xuyên ngày luôn các bạn để xong được. Đó, còn hòm rồi đã. Mở tiếp xem cho nó hết mấy cục rồi luôn. Chốt thử vào nha. Đó, chốt mấy cái cục vào này. Mỗi cái cục chết được này thì có thể các bạn có thể bán ra Bless cho một số các bạn khác mà không chơi event, các bạn sẽ cần để luyện nhân vật, hoặc là các bạn có thể dùng cho các nhân vật phụ của mình, những cái cấp cao mà nó không chơi event. Nên là tôi cố gắng mất công một tí dọn dẹp các thứ nhưng mà nó là tiền cả. Cố gắng còn là ít gọn. Những cái dinh pen ở đây thì các bạn cũng đừng hy vọng là nó sẽ ra được những cái dinh pen ngon đấy, lúc nào nó cũng sẽ là một off như này thôi. Mục đích của người ta cho mình là để đi gọi là đi tạo lapis là chính, không có không có cơ hội ra được hai off đâu các bạn, nên do đó là đừng có mơ mộng. Chỉ có duy nhất là cái earring ấy là nó có thể ra được hai off hoặc ba off thì cái đấy là mình có thể sử dụng được, chứ còn những cái đồ này là toàn là để đi gọi là làm phôi thôi. Mở nốt mấy hộp này. Không được gì ra hộp lắm. Có vẻ như các bạn thấy không? Mình thì thực ra mình cũng chả biết là web gen thì nó sẽ
nó để tỷ lệ chính xác là bao nhiêu, mình không phải là người nhà của FZ. Đấy, nhưng mà khi các bạn chơi một cái lượng đủ lớn, khi các bạn chơi một cái lượng đủ lớn thì các bạn sẽ hình dung ra được quy luật. Bởi vì nó giống như kiểu trong toán học thế thôi, đúng không? Frequency là cái gọi là tần suất, thì khi làm dần đến lim của nó tiến đến vô hạn thì là nó sẽ là bằng xác suất, thì mình có thể đoán được dần là cái tỷ lệ nó sẽ ra là bao nhiêu. Rồi mình vứt những cái cục bao vào đi này, cho đỡ vướng chỗ. Chết được này. Rồi, hết đống BOL này rồi. Giờ mình ra mình xử lý cái đống lapis đấy nhá, để đổi những đá xanh nữa. Vòng cổ trước này. Các bạn nào mà hay để đồ linh tinh trong hòm thì mình cảnh báo trước nhá. Đấy là đừng có chủ quan đến lúc mà vứt nhầm cái pen FO vào trong đấy để tạo lapis là không cứu được đâu đấy nhá. Đấy, thì ra là những ai mà hay để đồ linh tinh ở trong hòm thì lưu ý là trước khi chơi các event này thì các bạn cố gắng dọn dẹp sạch sẽ cho mình. Chứ nếu không các bạn vứt xứ vào đây thì chết dở. Hết chưa nhỉ? Đây còn có này một cái này, hai off này để lại. Giả sử như đây, bạn nhìn đây, giả sử như mình đang đeo một cái dinh FO ở đây chẳng hạn, mà bây giờ chẳng may giả sử các bạn vứt cái dinh FO này trong hòm như này, đấy, thì các bạn cho vào tạo lapis thì nó cũng thì cũng tạo ra một cái viên đá xanh bình thường thôi, và các bạn có kêu gào thì web gen không sửa được đâu. Đấy, thành ra là lúc mà làm đồ ấy, thứ thì tránh nhầm lẫn, thì tránh những cái sự cố đáng tiếc này thì không bao giờ để lẫn lộn cái đồ dùng của mình với cả những cái đồ mà xoay đá những thứ ra đây cả, rất nguy hiểm. Nào, thì bây giờ để xem mình giao dịch cái nhân vật phụ của mình chuyển bớt những cái này sang. Đá xanh rồi đấy. Cất bớt những cái cục full này vào. Những cái đá xanh này tí nữa mình sẽ dùng để nâng cấp mấy cái earring bar off này, xem có được cái gì ngon nghe thử không. Còn những cái cấp 1 này thì mình sẽ để lại để làm quà tặng cho các cái mini game hoặc là để cho các nhân vật phụ của mình dùng. Nào, vậy thì bây giờ các bạn cũng hình dung luật chơi rồi. Bây giờ mình sẽ còn 500.000 đang lưu coi ở đây nữa. Thì giờ mình sẽ tiến hành để xem nào. 500.000 coi à. Bây giờ mình xem thiếu trái thiếu phải nhỉ. Rồi được rồi, bây giờ mình sẽ như thế này đi. Mình sẽ, nếu bây giờ mình mở cái box 5.000 thì mình sẽ được 100 cái 100 cái earring cấp 2 đó. 100 cái earring cấp 2 hay đâu, nhầm, 100 cái earring trái thì làm gì ngon thế. Đúng nào, vậy thì có vẻ như thôi rồi, cứ thử xem đã. Cứ làm 100 nháy ngay đã. Cứ như làm đến đâu lấy luôn đến đấy thì được, nó trôi xuống dưới mấy cái trang sau thì đào lên khổ lắm. Một này, hai này, ba này, bốn này, năm này,
8 hộp. Không khác gì tập đếm luôn các bạn. 9 hộp. 10 rồi. Còn 1 phần 10 quãng đường rồi. Nên nhiều lúc trong team mấy anh em chơi nhau hả? Cứ ông nào hư mắc tội này kia thứ là mấy anh em mình phạt là bắt đi mở bóc. Nói chung là mở gọi là vui vẻ, mở mỗi lúc một ít thì nó còn ok các bạn ạ. Mình nói thật các bạn chứ bây giờ mà bắt các bạn đấy mở 1.000 hộp thì thôi, mình thề với các bạn là sau các bạn sợ vãi linh hồn là luôn, không bao giờ dám gọi sờ lại mở bóc nữa. Cái gì thì nó cũng phải vừa vừa thôi. Ăn tôm hùm thì ăn tôm hùm thì các bạn ăn 3 tháng liền ăn tôm hùm chắc là mình có thật các bạn chắc sợ. Lúc đấy thì van xin được ăn cơm. Mọi thứ nó phải hài hòa. Nhưng trong team của mình thì thực ra thì hàng ngày nếu không vì làm video thì thực ra mình cũng ít đảm nhiệm các cái nhiệm vụ đi ngồi làm chân tay này lắm. Mình cũng trách chính là cái việc lên kế hoạch và các cái hoạch định, kế hoạch về build này, chiến lược này kia từ cho team, gọi quân sư quạt mò ấy. Còn lại thì các cái việc này thì có một số anh em trẻ khỏe nhiều thời gian hơn thì sẽ giúp mình hoàn thành các cái việc này. Đấy, cũng được 20 nháy rồi đấy, xuống còn 400.000 rồi. Cố lên các bạn, tiêu tiền cũng đâu có đơn giản đâu. Làm đến đâu gọn đến đấy luôn. Hôm sau này nó ngồi kéo mấy trang, mấy trăm trang xshop này mệt lắm. Mà chưa kể nó còn lác lác nữa. Bởi vì xshop trong game nó là một cái gọi là database riêng. Nên là khi mà mình mở xshop đây là mình connect đến cái database đấy. Nhiều khi nó trong game mình có thể không lag nhưng mà đấy, cái hệ thống server chứa cái database về xshop này của nó lại lag. Mở xshop lên tìm cái đồ của các bạn chỉ có khoảng chục trang hoặc là 30-40 trang là căng chẳng hạn. Nếu các bạn nhìn những cái app top, app event kia thứ như của mình là nó đến cả 700 trang, 1.000 trang, chúng sợ lắm. À, tất nhiên rồi, các bạn những cái account này của mình thì không bao giờ có chuyện là mình sẽ bán lại cho người khác luôn, không bao giờ có chuyện đấy luôn. Không, nó là cái gần như là như mình có nói là đây là cái cuộc sống thứ hai và đây nó là cái tên tuổi gắn liền với cả cái cá tính và cái con người của mình rồi. Đấy, mình cũng không muốn nhìn thấy cái nhân vật này nó bị người khác gọi là đối xử tệ bạc. Không bao giờ có chuyện là mình có ý định nghĩ đến là bán nhân vật. Nếu có nghỉ game đi nữa thì cứ vứt ở cao đấy thôi, nghỉ nữa. Rồi, xuống còn 300.000 rồi các bạn. Tí nữa rực rỡ đấy, tí nữa gọi là 100 hộp mà một full chết mới là 32 ô. Có nghĩa là tí nữa phải hơn 3 full chết à? Úi dồi. Thế thì kinh nhỉ. Kín luôn đấy. Mà được cái là cái này nó mỗi một ô mà mở bóc ra là nó sẽ tạo ra cái ear ring ở đúng ô đấy luôn. Thật ra là mình sẽ không phải dọn dẹp thêm. 3 full chết thì ra đúng 3 ô, 3 hòm như thế. Toàn ear ring luôn. Tí nữa phải đi hôm nay cũng là đầu năm theo cái Tết Nguyên Đán của Việt Nam, Tết âm lịch thì chung là xin các cụ thương mình ăn ở tốt, giúp đỡ mọi người. Có hay đi gây sự với mọi người thôi, nhưng mà gây sự trên quan điểm là thi đấu.
không đi thể thao nữa các bạn. Thi đấu thể thao thì các bạn thi đấu thua người ta thì chửi người ta hay như nào đấy. Nói chung là có khí cay cú thì nó mới có động lực đúng không, nhất là đàn ông con trai thì nó phải có tí gọi là máu me tí vào. Đa phần các ông chơi game này toàn con trai cả thôi đấy. Thì nó là cạnh tranh, nó là thi đấu cả về sự đầu tư, thi đấu cả về trí tuệ, thi đấu cả về khả năng, rồi khả năng cá nhân, khả năng đồng đội nhóm. Cũng hồi hộp phết. Mỗi một cái kiểu event trong game nó mang lại cho các bạn những cái cảm giác rất là khác. Nếu mà những cái event cũng như mình đi CC này kia thứ hạn thì nó là những cái event mang tính cá nhân thôi. Và nó có thể kết thúc ngắn. Nhưng mà những cái phi vụ như là những cái đợt event mà gọi là đắc lưu coi như này thì nó lại hồi hộp theo kiểu tính toán, như là các bạn ra thương trường thì thôi đấy, mình bỏ thầu giá bao nhiêu đấy, chỉ cần hơn thằng kia một giá là thắng thôi. Thì nó sẽ kết hợp rất nhiều các cái tình báo này, rồi gọi là mind game đấy, lừa lọc đối thủ các kiểu. Nên là chơi cái game này mình cũng nhận ra nhiều các bài học về mặt tâm lý. Ra ngoài cuộc sống thì sẽ có những cái thứ việc nó bất định như này. Ai nói giỏi được là ngày mai mà có thắng hay không. Đấy. Thế nhưng mà khổ không thử thì coi như là thua ngay từ đầu rồi. Vậy thì bạn có dám quyết tâm vào hay không? Đấy. Có những cái trò chơi nó rất là buồn cười. Mình xuống đến đầu 1 rồi các bạn, sắp xong rồi, cố lên, tha hồ luôn nhé. Bỏ cổ tay quá ấy lại, vì cứ ấn nút mà kiểu giữ nguyên một tư thế ấy các bạn, cứng tay. Coi như là toàn trái luôn. Không biết là lúc nãy là mình đã son được hai cái trái kia rồi, thì không biết là đống này có son được cái nào nữa không đấy. Hay là mở tí phải nhỉ. Thôi quất hết trái đi. Đã trái thì trái âu ly. Phải thì cả. Bước chân đi cấm chỉ trở lại, đã nghị quyết rồi, cứ thế mà làm. Đã đến phút ra trận thì không có gì phải lăn tăn cả. Chơi toàn trái luôn. Cái series podcast mà mình đang làm bao gồm cả cái số ngày hôm nay thì thực ra nó cũng là thử nghiệm thôi, để cũng là mình học cách làm là một, thứ hai nữa là đón xem cái phản hồi của các bạn khán giả. Thế là các bạn đón nhận nó như thế nào. Nói chung là mình thấy phản hồi của mọi người cũng khá tích cực. Cái đấy là cái mình cũng rất mừng. Khi mà mình thấy là, tại vì các bạn biết đấy, nhiều khi lên Facebook này kia thứ ạ, nhìn thấy livestream MU thì cũng nhan nhản rồi đấy, nhưng mà mình nói thật là mình không ưa được. Mình chơi MU theo cái kiểu này rồi, mình nhìn mấy ông kia bình luận toàn xàm xí này kia thứ, chả hiểu gì về game cả. Đứng gọi là đứng cắm chuột làm mấy cái trò va vật, khác gì gọi là mấy cái game mobile này kia thứ đâu. Chả hiểu gì về game, chả hiểu bản chất gì cả, chả thấy thi đấu hoành tráng gì cả. Toàn gạn gẫm nạp tiền vào game này kia thứ, mình không chịu được. Nên do đó là lúc đầu mình làm cái series này mình cũng hơi e ngại. Nhỡ làm xong chả ai xem thì sao? Bởi vì tính mình cũng hơi nghiêm túc quá. Đấy, mình chơi game thì mình có cái cách chơi game của mình. Đấy, mình chơi game làm cách học hỏi thôi. Mặc dù mình là giáo viên ấy, nhưng mà mình cũng rất khoái học trò nào mà chơi game. Nhưng với một điều kiện.
ông phải giỏi nhé. Ông chơi game mà đến chơi game mà còn phò phạch thì các bạn nghĩ xem. Ông bảo trên lớp ông đã học hành, ông đã kêu ông không học giỏi rồi. Thế giờ ông học trên lớp ông còn không giỏi thì ông chơi game ông còn không giỏi nữa thì ông làm ăn cái gì nữa? Đấy, do đó là nguyên tắc của mình là làm gì cũng được. Nhưng đã làm thì phải làm đến nơi đến chỗ, làm cho giỏi. Ông chơi game thì ông phải chơi cho giỏi, ông phải thi đấu, ông phải top đầu. Đấy. Ông phải ăn thua, ông phải đam mê, cống hiến. Đấy. Thì ông chơi game tôi đều ủng hộ luôn, nhất trí luôn. Mình rất nể những cậu nào mà chơi game giỏi. Và mình tin là đứa nào mà chơi game giỏi thì nó học cũng giỏi. Còn nếu thằng nào mà chơi game rất giỏi mà học trên lớp mà phò phạch ấy, thì khả năng phải xem lại giáo viên dạy lớp đấy như nào. Chứ còn học trò của mình, những cậu nào chơi game giỏi thì mình chưa thấy thằng nào mà kém. Đấy, bởi vì chơi game nó có cần đầu óc mà các bạn. Thì các bạn học hay là các bạn chơi game mà các bạn cũng vẫn dùng một cái đầu ấy thôi. Nó đều là tư duy logic cả thôi, nhạy bén rồi mọi thứ. Chứ không phải là cứ chơi game là xấu đâu. Nên mình cũng muốn chứng minh cho con gái mình thấy là đấy, chả có gì là không thể trên thế giới này cả. Không phải là cứ định kiến hình mẫu này kia thôi. Chơi game là chơi game, học là học. Cứ làm giỏi, cứ làm đàng hoàng thì có gì mà phải sợ, đúng không? Làm những điều không thể, thế giới người ta càng bảo mình không làm được cái này thì mình càng phải chứng minh cho bọn nó thấy là mình làm được. Mình làm được, mình làm rực rỡ luôn. Sắp xong rồi các bạn, một tí nữa thôi. Đấy, ngồi chém gió lung tung với nhau thì cảm giác cái này nó nhanh. Chứ còn bây giờ mà ngồi bảo mình ngồi trong phòng mở bóc, đúng là hình phạt luôn. Tí nữa thôi. Từ nãy giờ anh em vẫn đang ở trong X-Shop đấy, chưa ra ngoài đâu. Nên là không biết là bên ngoài nó đang rực rỡ như nào nhỉ. Ngoài giờ chắc là vàng khe đây, các cái hộp đấy sáng chói luôn này. Bốn nháy nữa là xong rồi. Thực ra mình vẫn còn dư W coin sau cái này, nhưng mà mình sẽ chỉ mua cái gói chẵn 5.000 thôi, để cũng chung là cũng không vã đến mức mà phải mua cái gói lẻ. Đây mình có một số các gói lẻ 1.000, 10 gói này, hay là mua từng gói một như này 100. Nhưng mà mua những cái gói này bạn sẽ không được khuyến mại cái bóc earring kia, mà có vẻ như cái bóc kia mới là cái bóc mà ra được cái quà to rồi. Nào bây giờ để xem nào, xem có rực rỡ không. Úi dồi ôi, vàng khè luôn. Giờ mình vứt tạm các cái bóc lapis này vào trong kia lại nhé, lấy chỗ để mở cái này. À, bây giờ mình sẽ để cái đống bóc lapis sang đây. Ô, hay quá này, hộp này mà cũng khớp lại được với nhau luôn à, hay nhỉ. Bây giờ mình mới biết đấy, thực ra nó cũng hợp lý đấy các bạn, tại vì bình thường làm gì có thằng nào mở cái hộp này nhiều đến mức mà đi đi ghép chồng với nhau đâu các bạn. Đấy. Kinh đấy, thôi rồi ghép chồng lại với nhau cho nó gọn gàng. Hộp luôn. Mình có đọc một số các cái comment của một số bạn xem các cái video trước của mình, thì mình có thấy các bạn có bắt đầu có một số các cái câu hỏi, cũng như là đặc biệt là về cái con nhân vật Blade Master của mình. Thì sớm hay muộn thì mình cũng sẽ làm các cái video
nói về dần với các cái chủng tộc khác ở trong game. Và tất nhiên là sẽ có nói đến cái con Blade Master này. Đấy, nhưng mà nó phải đi qua từng trình tự một. Các bạn phải đi từ những cái thứ đơn giản, cơ bản trước. Thì nên đó là trước mắt thì mình chúng ta sẽ chưa đến cái đấy. Nào, vậy thì bây giờ rực rỡ quá rồi. Để kiếm chỗ nào để bắn ngay. DBS. Nào, bây giờ mình đang cưỡi con ngựa. Bây giờ để cho rực rỡ rồi mình vứt cái dinh này xuống nhé. Thử đeo một cái dinh khác lên. Úi dồi ôi. Này, mình có cái dinh rất đẹp. Một cái dinh siêu đẹp luôn các bạn. Một nhân vật đẹp trai không? Bóng rổ. Đây là một trong những cái nhận biến hình mà mình thích nhất trong game. Bởi vì nó trông nó gọi là có con người này kia thứ ấy nhỉ. Ngầu nhỉ. Nào giờ mình cho nhân vật này cưỡi thử ngựa nào. Đây đang cưỡi ngựa đây rồi. Úi xồi. Ngầu chưa? Nhưng buồn cười nhất là kích cỡ của cái nhân vật này. Kiểu khổng lồ luôn các bạn. Giờ mình cho đi thử vào làng nhé. Làm quát, làm phát combo nhé. Cho nó rực rỡ. Thử xem. Thanh niên này nhỉ. Kẹt chuột tí. Rồi, bỏ lại nhé. Nào rồi quay lại thử làng nào, xem trông khổng lồ nào. Trời ơi. Này. Úi giời, thanh niên Rizalit gì này, bé tí. Úi giời. So cả mình nhá. Đẹp trai luôn. Nhẫn này gọi là cầu thủ bóng chày. Trông đẹp dài nhỉ. Rồi, bây giờ mình đeo kính rất là rực rỡ rồi. Hy vọng là đeo cái nhẫn biến hình rất là rực rỡ rồi. Bây giờ hy vọng là chúng ta có thể được một cái kết quả nào đây cũng rực rỡ không kém. Là chúng ta cùng bắt đầu mở nhé các bạn. Bây giờ mình cứ trượt phải thôi nhỉ. Để gọi các anh em vào. Mình cứ mở hết đã nhé, xong rồi cùng đi xem kết quả. Các bạn thấy không? Được hai dinh ấy rồi kìa. Nhưng mà rõ ràng là dinh một chiếm đa số. Ui ôi, hai nháy kìa, hai nháy nổ liên tiếp kìa. Không biết là kết quả nhỏ đấy nhưng mà tuyệt nhiên chưa từng nhìn thấy một cái dinh ba luôn. Đấy. Ui xồi, ôi. Thực ra mình chưa muốn xem đâu nhưng mà vô tình cái cuối nó lại trỏ tay đúng trượt phải. Nhìn ngay bao off. Rực rỡ. Xem nào. Tiếp nha. Có rồi kìa. Nhưng chưa thấy cái level 3 nào. Đấy, đi qua cái này thì mình cũng mở ngay thì mình giúp. Ui. Ui. Level 3 kìa các bạn. Thấy không? Đấy, nhưng mà thôi nhá. Mình chưa chỉ chuột vào vội nhá. Cái cuối cùng kia kìa. Từ từ nhá, mở nốt mấy cái này nhá. Hết chỗ à? Chỗ làm nào nhỉ? Đấy. Này, xếp xếp xuống đây à, lấy chỗ để mở. Chưa xem muộn nhá. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng xem cùng nhau. Nào, thì bây giờ mình vừa mở 100 hộp luôn. Đấy, để xem xác suất mình có những cái nào nào. Bây giờ mình được một cái level 2 bao off này, ngon lành. Một cái level 2 2 off này. Cũng ở mức được, 2 off đam cũng ok. Cái này cũng ok này, 2 off đam, 2 off này, một off máu, một off đam này, cái này cũng được này. 2 off đam. Cũng ok, 2 off là cũng ổn rồi đấy, cũng
ổn áp đấy, có hai óp này, hợp lý phết nhỉ. Đấy, vứt bớt mấy cái này thôi này cho đỡ vướng. Ui dồi, ui ba óp này các bạn ơi, ngon quá nhỉ. Ui dồi ôi, chưa dám chỉ chuột vào cái level 3 đây. Cứ từ từ nhá, đi mình cái này đã. Hai óp này, hai óp này, chưa thấy cái nào một óp cả nhỉ, lạ thật. Đấy, hai óp này, hay là do mình ăn nở nhỉ các bạn nhỉ, chưa thấy cái nào mà là level 2 mà một óp cả. Đây cũng hai óp này. Đấy, ôi ba óp này, úi giời, ba óp này level 1 nào. Bây giờ thời khắc của sự thật đã đến các bạn ơi. Bây giờ cái này là óp gì đây nào, óp gì nhỉ? Được cái này ngon luôn thì có khi lại ấm nhỉ. Chơi event chỉ mong được một cái ba óp, một khung bây giờ level 3 lại ra ba óp luôn thì đúng là gọi là về đích sớm. Thử nào, chỉ chuột nhá, 1 2 3. Ui rồi ôi, hai óp này buồn thế, thiếu tí nữa thôi là xong rồi đấy các bạn. Ê, buồn thế, tiếc thật đấy. Rồi được cái này ba óp này, hai óp này, hai cái này ba để xem nào. Earring 1 thì mình đây này được một cái nháy ba óp này, để ra thử nhé. Đi từ trái sang phải nào, nhặt mấy cái ba óp trước đã, chứ còn một óp hay hai óp thì nhiều quá rồi. Con nào ba óp cấp 1 không? Chưa thấy cái nào. Toàn một óp linh tinh. Cái đồ cấp 1 này có khi lại còn đẹp hơn là cái ở đây, được cái nháy này, được nháy ba óp này. Cấp 1 này. Hết rồi đúng không? Để xem bên này nào. Xem bên này có được cái nào hơn không? Không được cái nào hơn các bạn. Nói chung là đống còn lại thì toàn là gọi là phế phẩm thôi. Rồi, nói chung là được cái đống này là tạm tạm này. Đấy, siêu phẩm ngày hôm nay là một cái gọi là suýt nữa là xong rồi đấy, suýt nữa là kết thúc ở end game luôn rồi. Nhưng mà rất tiếc mà lại hai óp. Đấy, còn hai đồng chí này là ok này. Một đồng chí gọi là mắc đam 3 óp này, một đồng chí là có cả HP này. Đấy, hai đồng chí này có thể ép lên để có thể tạo ra earring cấp 3 để tăng cái cơ hội mà ra được các óp gì. Rồi. Bây giờ đi dọn nốt đống đồ này cho gọn vào. Ý, đẹp trai quá các bạn. Cái này bây giờ không kiếm được nữa rồi. Bây giờ các bạn ai mà đam mê cái nhân vật cầu thủ bóng rổ giống như mình thì các bạn phải chịu khó ấy thôi. Đó, ra ngoài chợ xem là người ta ai người ta nhặt từ ngày xưa người ta còn giữ lại thì ấy thôi. Chết. Mấy cái hai óp mà có máu này thì mình phải giữ lại. Vì mình nghĩ là cái có máu này thì nó sẽ tốt cho các cái bạn mà cắm chuột đấy. Các bạn mới chơi không có bùa bút những thứ thì cái việc mà thêm 200 máu này là khá là quan trọng. Mình cứ giữ lại mấy cái này. Cái kia thì mình để xoay lapis. Hai óp này. Hai óp mà có máu bên này thì mình sẽ dùng. Kín hòm luôn rồi.
Nhiều khi có những cái thú vui trong game nó cũng buồn cười lắm các bạn. Có những thú vui ngồi sắp xếp đếm tài sản. Có mấy ông gọi là farmer đấy, thì rất thích ngồi lâu lâu ngồi đếm tài sản, sắp xếp mọi thứ gọn gàng này kia, cũng như mình đang làm chẳng hạn. Trông nó cũng sung sướng đấy, nhìn thành quả các thứ. Có những ông thì lại cờ bạc. Xoay ra những cái quả gọi là siêu phẩm này kia thứ để đời. Chả biết là tốn bao nhiêu mà cứ vui trước đã. Xoay nữa xem nào, còn cái gì nữa. Đấy, cũng được nhiều phết. Đống này đem làm quà tặng cũng cho nhiều bạn phết đấy nha. Được, vừa đẹp luôn. Thì đồng này cũng xoay cũng được gần 3 cục lapis rồi, làm 3 cục full lapis. Giờ mình cứ cắt tạm ở đây đã. Đúng rồi, đấy, tổng cộng là vậy, ngày hôm nay mình đã kiếm được 4 cái siêu phẩm 3 orb của level 2. Và các bạn thấy là cái xác suất chắc có khi 1% thật các bạn. Mở 100 hộp mà mới ra được đúng một cái thằng này thì đúng là xác suất ở mấy ông web gen cài đặt ở đây có khi là 1% thật. Đấy. Còn mấy cái này thì xác suất có vẻ ngon lành hơn, thì mình định đếm cho nó. 4 này, 4 này. Chắc là được tầm 11 cái, tức là xác suất khoảng 10%. 10% ở trong cái hộp đấy là sẽ ra earring cấp 2, 90% là ra earring cấp 1. Còn xác suất mà off như thế nào thì mình chịu. Đấy, cái đấy là hiền xu của mỗi người. Rồi, thì bây giờ mình nghĩ là buổi nói chuyện ngày hôm nay thì cũng đã hết thời lượng phát sóng ngày hôm nay rồi. Các bạn hãy cùng đón chờ cái cùng mình cái kết quả của mình sẽ tiến hành làm nốt cái đống lapis, mở nốt cái đống hộp đấy. Và thì chúng ta, các bạn sẽ hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai và mình có thể mang lại cái kết quả rực rỡ nào đấy mang về, đúng không nào? Rồi, cảm ơn các bạn đã đón xem và hẹn gặp lại các bạn vào trong chương trình phát sóng vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.